Bữa giờ thấy xe Toyota Innova chạy hàng ghê luôn á. Thì hôm nay em Việt lại nhận thêm một cái chiếc xe Toyota Innova nữa về phục vụ với anh chị đấy ha. Đây là một chiếc xe mẫu mới anh chị, đời 2016 mẫu mới ha. Xe này là Toyota Innova đời 2016 bản 2.0e và mẫu mới rồi. Xe thì với tông màu chủ đạo của em nó là tông màu bạc anh chị, tông màu bạc. Đó, từ 2016 nay như anh chị xem đây. Các cái chi tiết như là đèn pha, đèn sương mù, rồi các cái phần ốp nhôm hoặc là cái nước sơn này còn rất là đẹp và rất là sạch vậy ha. Cũng như là xe nè, anh chị xem đường gân đập nổi trên nắp capo nè, rồi hai cái mép nối của nắp capo với lại thân xe nè liền lại cực kỳ luôn. Xe này thì là 2016 này nhưng mà nó đi cũng khá là ít thôi chị, nó đi khá là ít, lốp xe cũng còn khá là dày luôn nè, lốp xe còn cực kỳ dày cho anh chị luôn ha. Đây đó, đây là phía bên trong lồng bè của xe sạch sẽ, không có bị sụp lúng ổ gà ổ voi gì dẫn tới hiện trạng mấy cái hiện trạng phục hoặc là mấy cái chi tiết xung quanh nó bị móp vào anh chị ha. Xe này là Toyota Innova đời 2016 chị, 2016 đó, gương thì chúng ta có tích hợp với lại đèn báo lẻ anh chị luôn rồi nè. Đây keo chỉ phía bên trong xe là còn nguyên zin nguyên bản cả anh chị ha, xe keo chỉ toàn xe là còn nguyên luôn đó. Như là xe thì chúng ta có một cái cực kính lên số ô tô một chạm nè, điều chỉnh gương tự động nè, rồi vô lăng có tích hợp các cái bấm điều khiển màn hình luôn, nhưng mà chúng ta chỉ có màn hình chúng ta mới có đầu FM thôi đó. Mà ngoài ra thì xe cũng có cảm biến dây cho chịu ha, đi mới có 85.297 cây thôi, phim cách nhiệt toàn xe, không có bọc trần chống nóng anh chị ha. Xe chúng ta thì là có ghế da cho chị luôn rồi nè, thảm sàn cao su, ghế da cũng như là đây chị thấy ha, sản xuất vào năm 2016 nè. Xe thì ốc cửa phía bên sau tài nên chị nguyên bản nha, chưa tháo mở gì cả. Đối với cái dòng Toyota Innova hoặc là Fortuner hoặc là cái dòng Toyota thì nó khá là bền, đi mua đi dưới 100.000 cây thì coi như là vừa mới hết rô đai thôi cả nhà. Tất cả chi tiết còn rất là sạch sẽ luôn anh chị thấy ha, dấu son của nhà máy đây, hàng ghế phía sau nè anh chị, chất lượng ghê luôn á. Con xe này thì nó đi 85.000 cây và hiện tại thì em Việt cũng đang chào bán chỉ có 455 thôi chị ha, 455 cho một xe Toyota Innova đời 2016 bản 2.0e như thế này. Ở phía đằng sau này thì mình có phần cảm biến da rồi đây đó, cái phần dụng cụ hay lớp dự phòng thì bên em đã kiểm tra cho anh chị rồi, con này đủ luôn nha. Cũng như là ghế hàng ghế thứ ba thì anh chị có thể gặp lại, chứa đựng vali cực kỳ nhiều, hành lý cực kỳ nhiều cho cá nhân mình luôn. Đây ốc đuôi xe chưa tháo mở mà theo chỉ là công nguyên anh chị ha. Kê chị ở cốp xe là còn nguyên luôn nha. Gầm bệ đây, lớp cơ cua sạch sẽ, gầm bệ không một vết hoang dỉ luôn anh chị. Anh chị có thể thấy cực kỳ là sạch sẽ luôn. Con này thì khung gầm nó đi trong khu vực Sài Gòn thôi, cho nên là nhìn nó không có bị rỉ sét đó cả nhà. Đó, biển trắng không đăng ký kinh doanh dịch vụ anh chị ha, biển số tại Sài Gòn. Cho nên là nhìn khung gầm sạch sẽ và rất là cứng, không có bị đâm va dẫn tới cái hiện trạng như là móc méo khung sườn khung gầm ở phía bên dưới nha.